Xin chào quý bà con, nay em giới thiệu cho quý bà con mình một loại phân bón lá trung vi, Cambi 1102 Gold, chứa đầy đủ các nguyên tố trung vi lượng ở dạng tinh khiết, giúp cây trồng hấp thụ được 100% dinh dưỡng có trong đất và chống lại các biểu hiện thiếu dinh dưỡng như cây còi cọc, dụng hoa, rụng trái, xoăn lá, vàng lá, chảy lá, nám trái, đen trái, chất cảnh, chết cây, hấp thu dinh dưỡng nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, giúp cây xanh mượt, tăng tỷ lệ đậu trái, trái lớn nhanh, màu sắc đẹp tăng hương vị đặc trưng của nông sản, giúp kích ra hoa nhiều và đồng loạt, chống nghẹn bông, dưỡng đồng, dưỡng hạt, tăng năng suất rõ rệt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Quý bà con nên phun lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Vậy nên quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng nhé.